thì chúng ta cũng đã có cái dấu hiệu là Ethereum được đốt đi EIP 1559 đã kích hoạt khoảng chừng là 3 ngày trước đây thì tuy chỉ có 3 ngày thôi nhưng mà thường cũng là một cái bài toán đơn giản để cho các bạn có thể hiểu được là cái số lượng Ethereum đốt đi đó ảnh hưởng như thế nào đó với nguồn cung của Ethereum Ethereum phần trăm lạm phát ảnh hưởng ra sao và có thể dẫn đến Ether đi vào tình hình giảm phát hay là không thì để thường trả lời những câu hỏi này đó các bạn cần phải hiểu những cái tài liệu căn bản liên quan tới uh, Ethereum thì trước hết á, thì các bạn sẽ thấy được là tình hình là mỗi một ngày đó có bao nhiêu Ethereum được đào ra thì để trả lời câu hỏi này đó chúng ta cần phải hiểu là một lóc Ethereum đó, tùy theo thời điểm bây giờ một lốc là khoảng chừng là 15 giây 15 giây một lốc một lốc đó là sẽ có hai Ethereum được ra đời đó chính là cái cách mà Ethereum làm phát mỗi một block Giống như là Bitcoin đó thì mỗi 10 phút sẽ một block Ethereum thì một block chỉ 15 giây mà thôi Thì mỗi 15 giây sẽ có hai Ethereum được thưởng cho những thời đào Thì để hiểu cái đơn giản đó có nghĩa là trong vòng Một phút là 60 giây Chia cho 15 giây thì các bạn thấy được là trong vòng 1 phút đó sẽ có 4 lock Thì chúng ta sẽ nhân cho 60 Thì trong vòng 1 tiếng đồng hồ sẽ có 240 lock Chúng ta sẽ nhân cho 24 Tại vì chúng ta có 24 giờ trong vòng 1 ngày Thì chúng ta sẽ có 5760 lock tổng cộng trong vòng 1 ngày Thì chúng ta sẽ nhân cho cái số lượng Ether mỗi lock Có nghĩa là 2 Ether mỗi lock Thì các bạn thấy được chúng ta sẽ ra con số là 11.520 Đó chính là lý do tại sao các bạn thấy là con số này nằm trên uh, trang web coinwords.com Tại vì đây là con số Ether được tạo ra trung bình mỗi một ngày là 11.520 Ether được sinh ra mỗi một ngày Có nhiều bạn hỏi thuận là bao nhiêu y tờ sinh một ngày Đây là con số Thì nghe có vẻ nhiều nhưng mà không phải đâu các bạn Chúng ta sẽ tính cái phần trăm lạm phát Thì để hiểu rõ hơn đó chúng ta sẽ nhân con số này cho một năm Đây là một ngày Thì một năm á, chúng ta sẽ nhân cho 365,25 Tại vì một năm chúng ta có 365 ngày và 6 tiếng Cho nên mỗi 4 năm chúng ta có ngày 29 tây tháng 2 đó Thì chúng ta sẽ nói là một năm là 365 ngày và 6 tiếng thì một năm đó chúng ta sẽ có tổng cộng là con số trên màn hình là 4,2 triệu ether ra đời thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tổng cái số lượng ether cho đến ngày hôm nay là bao nhiêu ether được phát hành thì chúng ta sẽ thấy là ở trên trang web Congeco chúng ta sẽ có tổng cộng bây giờ là 117 triệu ether thì chúng ta sẽ lấy cái con số này chia cho 117 triệu tám thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta nhân cho 100 đi thì cái phần trăm lạm phát bây giờ của Ether chỉ có 3,5% mình thôi, có nghĩa là một năm chúng ta chỉ có 3,5% Ether ra đời mà thôi, đó là cái phần trăm lạm phát. Các bạn thấy được là tính theo con số Ether hàng ngày các bạn cảm thấy nhiều nhưng mà thật ra phần trăm lạm phát của Ether rất là thấp, chỉ có 3,5% một năm mình thôi và đương nhiên càng đi xa hơn thì phần trăm sẽ càng giảm xuống thay vì cũng một con số đó nhưng mà các bạn chia cho cái số lượng tổng nguồn cung nó nhiều hơn cho nên phần trăm lạm phát y từ trên căn bản bây giờ là không có cao nhưng mà bây giờ chúng ta lại phải tính tới là cái phần trăm Ether bị đốt đi thì ảnh hưởng như thế nào đối với cái phần trăm lạm phát của Ether phần trăm của Ether lạm phát là bây giờ là 3,59% một năm 3.59% một năm là cái phần trăm lạm phát hiện tại thì chúng ta bây giờ hãy tính xem coi là khi mà chúng ta đã có ERP 1559 thì cái phần trăm lạm phát ảnh hưởng như thế nào Thì đương nhiên chúng ta chỉ có tài liệu trong vòng 3 ngày thôi Tại vì chúng ta chỉ mới có cái sự kiện đốt Ether xảy ra trong vòng 3 ngày Nhưng mà trong vòng 3 ngày thôi cái số lượng Ether bị đốt đi đó Mỗi lần mà có giao dịch thì đã bị đốt lên tới cái mức là 15.173 Ether Có nghĩa là 44 triệu đô la đã bị đốt đi trong vòng chỉ có 3 ngày thôi các bạn uh, thấy được là cái lực đốt mạnh thế nào đương nhiên đốt nhiều đốt ít là tùy theo là người ta giao dịch bao nhiêu và cái phí căn bản là bao nhiêu tùy theo mạng lưới bận hay là không bận thì trong vòng một giờ qua đó tổng cộng đã có 152 trăm năm mươi bị đốt thì chúng ta làm một bài toán đơn giản đi, cứ tính là 3 ngày đi để chúng ta có thể dễ dàng uh, thấy được. Bây giờ là 15.176 Ether chia cho 3 ngày thì mỗi ngày đây cái số lượng Ether đốt đi là 5.058 thì 5058 ether được đốt đi mỗi ngày chúng ta sẽ trừ cho cái số lượng ether được sinh ra mỗi ngày thì uh, như là thường đã chia sẻ với các bạn đó là 11.520 ether thì chúng ta sẽ trừ cho 1.520 ether thì cái số lượng ether ra đời đó khi chúng ta tính cái phần bị đốt đó là chỉ còn có 6.462 thì 6.462 này mỗi một ngày khi chúng ta tính cái số lượng Ether ra đời trừ cho cái số lượng được đốt đi tính theo chỉ trong thời gian 3 ngày qua thôi chúng ta sẽ nhân cho con số là 1 năm 365.25 thì một năm đó cái số lượng Ether được ra đời chỉ có là chị bạn thấy là khoảng chừng 2,3 triệu mà thôi thì chúng ta một lần nữa lấy con số này đó chia cho tổng số cái nguồn cung của Ether hiện tại là chia cho ba 348 nhưng cho 100 thì các bạn thấy được cái phần trăm lạm phát của Ether đã giảm xuống chỉ còn có 2.01 mà thôi. Thì để thêm cho các bạn thấy rõ hơn, chúng ta sẽ trở về đây và chúng ta thấy được là 3.59 là trước khi có EIP 1559 và chúng ta thấy được là bây giờ đó sau khi có EIP 1559 thì chúng ta chỉ còn có 2.01. Đương nhiên đây là chẩn đoán chỉ dựa theo 3 ngày mà thôi. À, khi mà chúng ta có cái số lượng tài liệu nhiều hơn thôi sẽ làm một cái video sau này để cập nhật Nhưng mà thường chỉ muốn các bạn hiểu được Cái sự ảnh hưởng liên quan tới EIP-1559 thực sự là như thế nào Thì sau khi mà có EIP-159 Cái phần trăm lạm phát chỉ còn có 2.01 Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy là câu trả lời đầu tiên đó là Ether vẫn chưa có đi vào tình trạng giảm phát nhưng mà cái điều rất quan trọng ở đây là các bạn thấy được là phần trăm là từ 3,59 lạm phát chỉ còn có 2.01 mà thôi. Thì các bạn có thể thấy được là cái sự giảm xuống là như thế nào. Chúng ta lấy 3.59 đi trừ cho 2.01. Sau đó chúng ta chia cho 3.59. Thì các bạn thấy được là bây giờ đó dựa theo cái tài liệu 3 ngày qua cho thấy là cái phần trăm lạm phát của Ethereum đã giảm khoảng chừng là 44%. Các bạn nên hiểu đó là hiện tượng lớn của Bitcoin đó chính là Bitcoin halving mỗi 4 năm. Lúc đó đó là cái nguồn cung mỗi một lốc đó bị giảm đi phân nửa, giảm đi 50%. Ethereum vừa trải qua một cái cuộc cập nhật đó là có cái đề xuất ERP 1559 và đề xuất này đã, đã khiến cho Ethereum đó, phần trăm lạm phát đã giảm đi 44%, có nghĩa là gần như bằng với lại cái hiện tượng Bitcoin hạ bình. Các bạn nên hiểu cái sự quan trọng của những con số này như thế nào. Đó cũng là một trong những điều mà thường nghĩ là nhiều người bất ngờ. Ai cũng nghe nói tới EAP 1559, nhưng mà khi mà chúng ta thực sự thấy là con số đốt nhiều cỡ nào, thì tôi nghĩ là làm cho nhiều người không thể tưởng tượng được là thực sự có nhiều Ether bị đốt như vậy. Tôi nghĩ đây cũng là một lý do tại sao mà giá Ether đó, khi mà chúng ta có cái hiện tượng EAP 1559 đó, thì lúc đó giá không có cái sự điều chỉnh lại mà đi thẳng lên cho đến cái mức bây giờ là khoảng 3.000 đô. Thì các bạn nghĩ sao về bài toán đơn giản thuận mới vừa chia sẻ với các bạn các bạn hãy comment ở bên dưới và đây là tất cả những cái thông tin mà thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và những người nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là telegram facebook và twitter cũng như những người nào nếu muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận Capital thì cũng có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn thì nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn Bybit hay là sàn EMT. Các bạn có thể bấm vào cái nút màu vàng ở trên màn hình để đăng ký group tín hiệu trade miễn phí cũng như là các bạn có thể tìm hiểu sàn phái Sinmoon XBT. Và chúng ta cũng có thể tìm thấy những thông tin như bài nào mà sống ở Hoa Kỳ Thì có thể tìm hiểu những sàn như là Coinbase hay là sàn Binance US Đây là một sự lựa chọn Tuy nhiên mà nào mà sống ở Hoa Kỳ mình thích giao dịch Allcoin cũng như là ứng dụng BlockFi và CryptoCoin Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn